Đây là cách mình làm bài Thuận Nước Để Thuyền của anh Esther Sơn Thạch trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Thì bài này anh Vịnh muốn nó vừa có màu sắc dân gian nhưng mà phải hiện đại và mới mẻ. Mình bắt đầu bằng một tiếng đàn tranh. 1, 2, 3, 4. Xong rồi mình sẽ thêm một cái bass, thêm một cái reese bass, thêm một xíu string vô nữa. Rồi mình đánh thêm một cái đàn nhị. Nghe chung thì nó như vậy. Phần lớn mình làm bài này trên laptop tại một chuyến công tác ở Cam Ranh. Đầu tiên vô điệp khúc là có một cái trống. Bass, nhạc cụ dân tộc. Xin sáo, dàn dây, pad, gom tất cả lại. Điệp đoạn điệp khúc. Nửa sau điệp khúc thì mình tăng tiết tấu lên cho nó hay. Sau điệp khúc thì đến một đoạn gian tấu solo trống để dẫn vô nửa sau của bài. Nửa sau của bài thì mình dùng hai tiết tấu chính là UK Garage. Sau đó mình đổi tiết tấu sang cái đoạn ghét 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 thì đoạn này anh Sơn Thạch đu quanh sân khấu. Sau đó vừa là điệp khúc rồi đến phần mà mọi người rất là thích, đó là cái đoạn breakdown vào đoạn drop. Ở đây thì mình bỏ hết trống đi và để lại không gian huyền bí một xíu cho vocal nữ feel. 1, 2. Và mình kéo thêm đàn nhị để vào drop. Ok, đến đoạn drop cuối, bass, trống, synth, nhạc cụ dân tộc. Trên cùng là đàn nhị. Gom tất cả lại. Và đó là cái breakdown tổng quát cho bài Thuận Nước Để Thuyền của anh ST Sơn Thạch. Hy vọng là mọi người sẽ thích bài này và ủng hộ tụi mình nha.